Chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Linh nha. Chúc cô chú anh chị một ngày nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Hôm nay Linh còn ít dịch đó cô chú anh chị, còn được hai cái đùi dịch nè. Linh đem ra Linh kho tiêu. Buổi chiều nay ăn cơm với dịch kho tiêu đơn giản gì cô chú anh chị ơi. Kho tiêu nhưng mà Linh sắc ít hành tím với sả đó, phi xào thịt cho nó thơm. Giờ Linh sẽ đi kho cái phần thịt này. Chút cái Linh làm cái gỏi chua ngọt chấm phần thịt kho tiêu cô chú anh chị. Giờ Linh sẽ đi kho thịt nha. Linh cho ít dầu ăn vào chảo, cho ít đường vô thắng để lấy cái màu kho cho nó đẹp. Cho nó lên màu caramel của Linh nè. Sẽ bỏ sả với củ hành tím vô lên xíu. Đường lên màu vàng đẹp, lên cho tẩu với sả vô. Bỏ hành tím với sả vô. Phi cho nó thơm. Với sả nó cũng vậy, mùi thơm nên cho dịch vô lên kho. Đảo đều cho nó săn cái phần thịt này lại. Cho ít tương ớt, chút cho cái màu nó lên nó đẹp. Kho tương ớt bỏ màu, tương ớt vô lên cái màu nó đẹp cho chúng chị. Mình sẽ cho ít nước mắm, một ít hạt nêm, một ít muối, ít đường. Xào cho cái phần gia vị này nó tan, nó thấm vào dịch đó. Cái Linh đổ cái nước vô. Linh kho bằng nước lọc. Có nước dừa bỏ vô kho nó ngon. Nhưng mà Linh không có nước dừa, Linh kho nước lọc. Rồi Linh kho để từ từ vô riêu cho nó thấm cái thịt. Dịch kho tiêu Linh trộn gỏi chua ngọt ăn cô chú anh chị. Linh hái ít rau muống, Linh bóp muối vậy nè. Để ngày hồi Linh đi trộn gỏi chua ngọt cùng với ít bắp chuối với giá. Đơn giản trộn chua ngọt chút chấm thịt kho ăn cô chú anh chị. Linh làm cái nước trộn gỏi vậy nè. Đường với tắc với ít tương ớt cô chú anh chị. Bỏ vô Linh trộn. Trộn để cho chút xíu 5-10 phút thì cho nó thấm thấm cái ăn là được. Trộn để lâu quá ăn nó không ngon cho chú anh chị. Rồi được cô chú anh chị, Linh cho ra cái dĩa. Linh trộn xong rồi Linh cho ra cái dĩa. Đơn giản Linh không có bỏ rau thơm vậy trên cô chú anh chị. Dĩa gỏi chua gì là chút chấm thịt kho ăn được à. Thịt Linh kho nãy giờ cũng dần cạn nước cô chú anh chị. Linh để chừa nước lại chút chấm cái gỏi. Giờ Linh sẽ cho ít tiêu lên nữa. Tiêu cho nó thơm. Mình còn ít hành lá này, mình bỏ vô. Rồi nồi thịt kho của Linh cũng đã chín rồi nè. Mình dọn cơm ăn được rồi. Cơm chiều Linh cũng chuẩn bị xong rồi cô chú anh chị. Dĩa gỏi nãy Linh có sắc ít cái lá quế nữa nè, bỏ vô cho nó thơm. Rồi đây là cái tô thịt kho, thịt kho tiêu. Hai cái đùi dịch Linh kho được ra được nhiêu đó cô chú anh chị.
À, chiều Linh có mua một dĩa trái cây cóc với ổi. Chút ăn xong chấm muối ớt ăn ngon lắm, chán miệng. Đây là dưa leo cũng chấm, còn ít dưa leo nè, Linh chấm ra thịt kho luôn. Linh mời cô chú anh chị ăn cơm cùng gia đình Linh à.